Chúng hết thân ái kính chào hội đồng thành phố Westminster ha. First of all, my sincere greeting to the City Council of the City of Westminster. Thứ gì, tôi xin cảm ơn ông Carlos và bà Kimberly Hồ. Hôm nay dám nói tiếng coi như cho được sự công bằng cho người dân của chúng tôi. Second, I would like to thank our council member Carlos Manzo and Kimberly Ho for bringing justice and fairness to the voice of our residents here tonight. Tôi cũng muốn nói là thưa với ông luật sư. I would like to address our city attorney. Ông Hùng Nguyễn đã nói rồi, nhưng tôi hôm nay tôi vẫn nói tiếp là ông nên coi như là đừng bao giờ chỉa vô cái bản họng của chúng tôi. Even though Mr. Hùng Nguyễn had already said it, I'm going to say it again. I'm going to ask that you, the city attorney, do not jump in and interrupt us. À, giờ đây tôi xin thưa Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn. Do you have a different? Yes. So now on to Vice Mayor Nam Quang Nguyễn. Gửi gấm qua từng thế hệ cùng dầu dỗ xanh con ó. Eastland Food 301-621-8140, 301-621-8140. Đây là bản án tòa hình sự của tòa thượng thẩm Santana về việc ông bị cách ly vợ con với tội trạng mang súng không giấy phép, đột nhập gia cư bất hợp pháp và bạo hành vợ cùng hai đứa con mà ông thị trưởng Sarkly Chí Nguyễn nói là đã không nhận được. Nhưng hôm nay tôi hoàn toàn phản đối. So this is the judgment from the Orange County or the Santa Ana Superior Court regarding a restraining order against you with respect to your wife and children for carrying or possessing a firearm without a license, and also for trespassing and violence toward your wife and your two children. And these are the document or the judgment that Mayor Charlie Chi Nguyen claimed that he did not receive. I'm going to show that is wrong tonight. Các ông thị trưởng Sơn Lê Nguyễn, Nguyễn Nam Quang và ông Nico Công Lê, tức nhiên là Lê Công Tâm, đã vu cáo báo Người Việt và nhà báo Đỗ Dũng chủ trương xuyên tạc thành phố Westminster vì danh dự của thành phố với tư cách là một cư dân. Tôi yêu cầu quý vị hãy truy tố báo Người Việt về tội có khuynh hướng xuyên tạc thành phố Westminster thân yêu của chúng tôi. Xem video clip www.youtube.com. Ông Nam Quang Nguyễn. Ok. Mayor Charlie Chi Nguyen and City Council Nam Quang Nguyen and Mr. Nick Lacong or Lê Công Tâm slander Người Việt Daily News and their journalist Dung Do for distorting the cities of Westminster. Well, for the honor of the city and as a resident, I ask that you bring a lawsuit or you prosecute Người Việt newspaper for what you claim to be slandering my lovely city of Westminster. And please watch this YouTube video clip at youtube.com. Watch. Ông Nam Quang Nguyễn là một YouTube và đã dùng chức năng này để xâm phạm đời tư và tấn công cư dân ngoài công cộng ngày 20 tháng 1 2023. Ông đã cùng với Nguyễn Tiến Dũng xích nhiễu cư dân bằng video quay sau lưng hai vợ chồng của ông Mai Trương từ trong Phước Lộc Thọ ra đến ngoài đường Bô Sa. Mr. Nam Quang Nguyen, you are a YouTuber and you use that platform or forum
to invade the privacy and attack the resident in public. On January the 20th, 2023, you and Yung Chin Nguyen harassed our city resident. You filmed them from their back and harassed them, this couple, Mike Trung and his wife. You followed them from Lok Tor, from the Asian Garden Mall to Bosa, and you harassed them by filming them from the back. Cùng với những lời ngôn ngữ tục tiểu cũng như vu khống họ trước mặt nhiều người đang đi chơi một chợ hoa Tết tại đây, ông có biết ông đã lạm dụng chức vụ phó thị trưởng qua công việc YouTube không phải hành nghề báo chí và là một sự vi phạm qua một sự vi phạm đời sống riêng tư của cư dân. Đây là một sự gia chạm quyền lợi vì ông đã lạm dụng hay lẫn lộn giữa hai cái mũ ông đang đội, YouTube hay là phó thị trưởng thành phố Westminster. You use obscene language in front of a crowd. There were a lot of people at the Tet Flower Market there. You abuse your position as vice mayor. Are you a vice mayor or are you a YouTuber? You are not acting as a journalist when you violate the privacy of our resident. And I think there's a conflict of interest here because you are wearing two different hats. Are you a YouTuber or are you a Westminster City Council member? Một phó thị trưởng không thể cãi nhau hay kéo theo thành viên và một băng đảng để nhục mạ người khác ngoài công cộng. Như vậy, tôi hỏi hội đồng thành phố và luật sư cũng như tổng quản trị, cái người Phạm Nam Quang Nguyễn này có xứng đáng là phó thị trưởng của quý vị hay không? Tôi đề nghị hãy từ chức tên Nguyễn Nam Quang này. Còn những đứa đau ở trong cái xương ấy, con cháu đến bóp, mà nói như này con cháu đến bóp sao được mãi. Dạ. Cái ghế này nên bấm bóp lúc nào cũng được hết đấy. Dạ. Ê mã lắm. Năm nay tôi 86 rồi. Còn giờ được những cái này tôi lại khỏe thêm được cái nữa. Dạ. Mà tôi thấy những người già nên mua những cái ghế như thế này mà ngồi. Ừ, sung sướng lắm, thoải mái lắm. Thì tôi ngủ mất. Dạ. Khó ngủ cũng ngủ rẽ lắm. Tôi mong ước mãi mà mới được cái ghế như này mới biết tí nữa. Thế nào nó mua cho bà, thế là nó mua thật. Cái này nó bóp cả ngày, lúc nào chán thôi lên giường. Dạ. Sung sướng quá. As a vice mayor, you should not be hurling profanity and bring gang member with you and insult people. So I have a question for the city council here. Is Nam Quang Nguyen worth it or deserving to be a city council member? I suggest that he should be removed. Một lần nữa, thưa quý vị, một người giống như Nam Quang Nguyễn không xứng đáng là một cái người nghị viên, chứ đừng có nói chi mà phó thị trưởng. Tôi không biết cái bà Amy Phan West gì đó, không biết bà có học cái khóa training để mà vào làm nghị viên hay không. Mới vô tuyên thệ chưa đầy 10 phút đã giới thiệu cái tên Nam Quang Nguyễn này vào làm phó thị trưởng. I don't think Nam Quang Nguyen deserved to be our vice mayor. I don't know if council member Amy Fang West have gone to the orientation on how to act and how to become how to act as a city council member, because just 10 minutes after being a city council member, she vote or recommend that Nam Quang Nguyen be our vice mayor. Lần cuối, một lần nữa tôi đề nghị ông Nam Quang Nguyễn hãy từ chức đi. Đừng để cho người dân bị phẫn nộ tiếp tục. Cuối cùng, tôi xin chúc quý hội đồng cũng như quý vị có mặt ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chào.
Once again, I ask that Nam Phan Nguyen resign from the council. And as to the entire city council, I would like to wish all of you a new year with good health and prosperity. Thank you. The next speaker is Matt Trump, followed by Robert Harrison.